Canh chua đầu cá lóc bông như cả nhà. Đây là cái bộ bao tử với lại ruột của nó, thì mình sẽ cháy nó lên như vậy để cho nó ra mỡ nha cả nhà. Rồi mình đập tỏi, mình khử tỏi luôn như đây, rồi mình sẽ để vô cái nồi canh như thế này. Ở đây mình cũng bắt nước sôi rồi, bắt nước sôi rồi thì ở đây mình có mình mới vừa làm xong đây cả nhà. Thì mình cạo rửa xong, mình trụng nước sôi rồi xong rồi thì mình sẽ để cá vô mình nấu canh thế cả nhà. Đây mình có đập miếng tỏi, mình chờ cho cái ruột cá này nó săn lại, cái ruột cá nó săn lại rồi mình để tỏi vô cho nó thơm thế cả nhà. Thì cái mỡ cá nè, quá trời mỡ luôn thế cả nhà. Thì mình không có xài dầu, cá này mình để cho nó ra mỡ cho nó săn lại hết rồi mình hả thử tỏi. Rồi chắc là mình chỉ vớt cái ruột cá ra thôi cả nhà, mình không có lấy cái mỡ này ha, mỡ quá trời nhiều rồi cho nên chắc là mình không có xài cái mỡ cá này đâu. Mình chỉ cháy ra nó ấy rồi mình bỏ cái mỡ cá này bớt, quá trời luôn. Nhìn ai mà ăn sợ béo nhìn này không dám ăn cái mỡ cá này cả nhà. Rồi nước sôi rồi thì mình cũng để cá vô luôn cả nhà. Ê cả nhà, cái bao tử cá mình chiên cho nó vàng như vậy thì được rồi hết cả nhà. Thì mình sẽ vớt ra bao tử cá này qua, mình để qua nồi canh chua. Mình sẽ nấu canh chua rau muống gì nè, nấu canh chua rau muống đầu cá lóc bông nữa nha. Mình cháy nó ra mỡ quá trời luôn. Mỡ này chắc mình để mình chiên khô chiên đồ ăn được. Mỡ cá mình thấy cái mớ mỡ cá bỏ nó uổng nữa nha, cho nên mình cắt một mớ khô đây. Mình chuẩn bị mình sẽ cắt kỳ cắt đồ mình rửa nha cả nhà, để mà mình chiên khô lên mình ăn, mình sẽ làm cho nó sạch chứ để mỡ cá bỏ uổng quá à. Đây cả nhà ơi, nồi canh chua rồi thì cả nhà ơi, canh chua của Hiền cũng nấu xong rồi, canh chua đầu cá lóc với lại rau muống nha cả nhà. Còn đây là cái chén nước mắm ớt thần thánh của Hiền, là có tỏi sống nè với lại ớt. Rồi hôm nay Hiền sẽ có thêm được một dĩa trái cây để ăn tráng miệng, đó là thanh long khóm với lại mít nha cả nhà. Đây những muối mít rất là ngon luôn. Thì Hiền xin mời cả nhà cùng dùng cơm với Hiền nha. Hiền ăn cơm thì khác người ta hết cả nhà. Giờ cơm của Hiền buổi sáng thì người ta chắc cũng giờ này chuẩn bị cơm chiều hết rồi đó cả nhà. Có ai ăn cơm trễ thì mai mốt nhớ chờ Hiền ăn cùng nha. Ăn cho vui. Thấy không? Cái mang thịt con cá này đã gì đâu cả nhà, nhìn nó dẻ thế sợ.
Nam mình còn mưa không cả nhà? Ở Campuchia thì ở Campuchia thì hình như cả tuần lễ nay không có thấy được mặt trời luôn cả nhà. Nhưng mà không có mưa. Ông trời buồn nhưng mà không có mưa. Sáng mình lúc mình làm đồ ăn thì mình cũng có chiên hai con khô cá lóc, mà con mình lâu lâu nó ăn ngon quá trời, nó ăn hai con khô cá lóc, nó không ăn nem chua, nó đi làm luôn rồi. Với lại đem theo đi làm thì nó dễ hơn, cái nhà nó không bị đổ đó. Con mình nó đi làm phải dỡ cơm nhà theo cái nhà. Cả nhà thấy mình ăn cơm có vui không? Tự nấu tự ăn luôn. Nhà ở thì đông mà ăn cơm ít khi ăn chung nữa nè. Hồi nhỏ ha, con nó còn nhỏ nhỏ ha, thì nó còn đeo theo mình, nó còn chờ nấu cơm, làm cơm ăn hoặc là chờ mẹ đút ăn. Còn giờ cũng có, nhiều khi mình làm xong rồi con nó không ăn. Hoặc là mình làm xong rồi thì mình chưa ăn thì con nó ăn trước. Rồi khi mình uống cà phê á cả nhà, sáng mình uống cà phê sữa cái mình không có mấy gì đâu. Hồi trước đó thì mình quen, sáng thì mình uống cà phê đá. Hồi lúc mình bán á, lúc mình còn đi bán mà mình uống, mình làm cà phê đá mình uống từ sáng tới chiều luôn. Một ngày mình không biết bao nhiêu ly đâu cà phê đá. Xong rồi tới chừng mình nghỉ ở nhà, cái mình đi về Việt Nam với mẹ mình chơi á, cái thấy mẹ mình uống cà phê sữa, cà phê bịch đất ở nhà, uống thấy ngon quá trời, cái mình uống cà phê sữa nóng luôn tới giờ luôn, mình cũng bỏ cà phê đá nữa. Cái sáng mình uống cà phê đó một bịch, cái tự nhiên không thấy đói nữa.